nếu bạn thực sự muốn chơi game nghiêm túc thì một là có thể mua smartphone gaming, hai là mua smartphone có hiệu năng cao, ví dụ như là mua laptop cũ giá rẻ bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com, mua qua kênh Dương Dê giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua các sản phẩm của Apple, hàng chính hãng thì có thể đến Shopdan, đại lý ủy quyền Apple. Tại Shopdan thì họ đang bán những sản phẩm ví dụ như là iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, tai nghe, AirPods với mức giá rất là tốt của hàng chính hãng. Khi các bạn mua iPhone hàng chính hãng thì có những nơi mà giá nó quá rẻ nhưng mà cửa hàng thì rất là nhỏ. Có những nơi thì cửa hàng to, có nhiều em chân dài nhưng giá lại cực kỳ cao. Đấy, vậy thì để hội tụ được cả hai yếu tố, thứ nhất đó là cái trải nghiệm không gian phải giống như là Apple Store sang trọng hiện đại, và thứ hai nữa là mức giá phải tốt, thì Shopdan, đại lý ủy quyền Apple là cái nơi hội tụ được cả hai yếu tố này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cửa hàng của họ thì nhìn trông khá là đẹp và rất là giống với chuẩn của Apple. Còn về giá bán của những sản phẩm thì sao, các bạn có thể lấy để mà so sánh sang với cả giá bán của các cửa hàng khác nhé. Ví dụ như là iPhone 12 Pro Max bây giờ họ đang để với mức giá rất tốt, chỉ rơi khoảng 29.850.000 đồng mà thôi. Đấy, iPhone 11 thì là dưới 16 triệu, giá như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình. iPhone 10R thì cũng tầm khoảng dưới 12 triệu. Đấy, rồi là Apple Watch Series 3 bây giờ cũng chỉ tầm khoảng trên dưới 5 triệu mà thôi. Đấy, thì đấy là những cái tổng mà mình đưa ra để các bạn có thể lấy đó làm cái tham chiếu để so sánh giá. Về cơ bản thì giá bán của những sản phẩm Apple tại Shopdan, đại lý ủy quyền Apple thì cũng rất là rẻ rồi. Nhưng quan trọng hơn là gì? Đấy là vừa rẻ mà lại vừa được trải nghiệm những cái không gian nó giống như là Apple Store, thì gần như đây là cái nơi duy nhất ở Việt Nam có được những cái trải nghiệm như vậy. Đấy. Rồi, anh em nào mà đã từng đến Shopdan trải nghiệm rồi thì có thể để lại comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Lực Nguyễn, bạn hỏi là xem lâu rồi nhưng chưa thấy mấy bạn thử ngâm nước những điện thoại kháng nước. Mà thứ này rất quan trọng, hay là những điện thoại này chỉ có chức năng kháng nước, kháng bụi trên lý thuyết còn thực tế thì không có. Ok, đầu tiên ý, là cũng chia sẻ với cả các bạn luôn. Đấy là ví dụ như với một chiếc iPhone 12 Pro Max này, nó là một chiếc điện thoại có khả năng kháng nước, kháng bụi. Nhưng bọn mình sẽ không làm cái điều đó bởi những lý do sau. Thứ nhất, đó là nếu mà xảy ra hiện tượng bị vào nước thì hãng sẽ không bảo hành. Và thứ hai nữa, nếu mà xảy ra hiện tượng vào nước thì bọn mình sẽ phải bỏ tiền túi ra để mà đền. Tuy nhiên nếu cửa hàng bảo với bọn mình là cứ thử test nước đi, chúng tôi bảo trợ cho anh cái điều này, thì bọn mình mới test. Đấy, chứ còn mình nói thật chứ mình cũng không đến mức độ thừa tiền để mà mượn một cái điện thoại về xong cứ thử test xem nó có chết hay không, xong sau đó trả lại đối tác, là mình không không làm cái điều đó. Và bản chất là ở ngoài đời thì nếu chúng ta làm cái điều này, giả sử như có bị vào nước thì hãng cũng sẽ không bảo hành cho các bạn. Các bạn có nhớ ngày xưa có một cái phốt của một cái bạn nhân viên kỹ thuật của Samsung nói với cả khách hàng là chết vì nghe quảng cáo hay không? Đấy, đấy là một cái phốt rất lớn ở trên mạng. Và chính người em của mình là cái người mà quay cái clip đấy đấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là vào nước là chúng ta sẽ không được cái. Còn tất nhiên nếu mà nhiều anh em xem, mình có nhiều tiền hơn, thì có thể là mình biết đâu một ngày nào đó mình chơi lớn đi, vì là có thể là làm cái video đó test đông đá hay test nước các thứ mà được 1 triệu view ấy, thì là đủ tiền để mua một con máy như này đấy. À, 1 triệu view xem nào. Không đủ, 1 triệu view không đủ, phải 2 triệu view thì mới có thể đủ tiền mua một con máy như thế này được. Phải 2 triệu đấy thì mới đủ tiền mua một con máy như này. Đấy, thì lúc đó bọn mình sẽ thử test nước xem. Thực ra nó cũng không chết ở đâu, nhưng mà như thế thì cũng phải có nhiều anh em xem. Còn các YouTuber ở trên thế giới, các bạn sẽ thấy là các bạn ấy drop test rất nhiều, rồi các bạn thả rơi rất nhiều, bởi vì đơn giản là các bạn ấy nói tiếng Anh và cái YouTube của các bạn đấy được rất nhiều người dùng ở trên toàn cầu họ xem. Có thể video đó sẽ lên cả triệu view. Nên là cái tiền YouTube của các bạn ấy hoàn toàn có thể đủ để mua những cái chiếc máy như này để mà thả rơi các thứ. Thậm chí là thừa tiền, bởi vì tiền YouTube ở nước ngoài nó nhiều lắm, nhưng ở Việt Nam thì ít. Đấy, chỉ trừ khi là các bạn ở bên cửa hàng hay các bạn bên ở hãng bảo là thì em tài trợ cho anh Dương cái máy này để mà anh thả rơi hay anh test độ bền hay anh test nước, thì ok, lúc đấy mình xin cảm ơn và mình xin nhận cái tấm lòng thành của các bạn. Nhưng còn nếu bây giờ mà mình tự nhiên mình test thì là không. Đấy, cũng chia sẻ luôn, không có gì phải giấu giếm cả, mình là người nói thẳng lắm. Đấy, chứ
mình sợ nhất là cái đồ của mình mà cứ nói là đồ không phải của mình mà cứ nói là đồ của mình xong up lên Facebook để khoe thì không hay, đúng không nào? Đấy, nhiều bạn mình biết là như vậy đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Triệu Long bạn hỏi là em muốn mua cái iPad giải trí tốt trong tầm giá 8 triệu. Anh tư vấn giúp em với, em cảm ơn. Để mình xem ra là iPad Gen 8 bây giờ đang có mức giá là bao nhiêu nhá. Đây, iPad Gen 8 mình có tham khảo tại Shopdan thì họ đang để mức giá là khoảng trên dưới 8 triệu rưỡi. Đây là một cái mức giá mình đánh giá là hợp lý nếu như bạn muốn mua một mẫu iPad hàng mới. Đời thì cực kỳ mới rồi, đời 2020. Đấy, có thể coi như là mới nhất rồi vì 2021 Apple chưa ra cái iPad nào nữa. Thêm nữa đó là cấu hình thì cũng ở mức độ đủ dùng rồi, chip Apple A12 là khá là ngon rồi. Đấy, và nó có một cái màn hình tương đối lớn, màn hình 10.2 inch, độ phân giải sấp xỉ 2K để bạn có thể giải trí rất tốt ở trong dịp Tết lần này. Tết ấy thì mình nghĩ là chúng ta nên mua một cái iPad sẽ là hợp lý rồi. Tại sao lại như thế? Bởi vì mua iPad về chúng ta có thể giải trí vào dịp Tết này rất ngon, chúng ta có thể cày phim, chúng ta có thể xem kênh Dương Dê. Và thêm một điểm nữa này mà mình hay khuyên các bạn, đó là các bạn thử nghĩ xem nhé. Thay vì việc bỏ ra khoảng gần 30 triệu đi để mua một cái iPhone 12 Pro Max như này, chúng ta có thể mua một cái iPhone 12 mini cộng thêm với cả một cái iPad Gen 8. Ô, cũng được đấy chứ. Đấy cũng là một cái sự lựa chọn đấy chứ, đúng không nào? Đấy, thì các bạn cảm thấy sao? Đấy, xem phim giải trí ở trên iPad nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Phải nói thật là tốt hơn rất nhiều luôn so với cả một cái iPhone như này. Kể cả đây là một cái iPhone màn hình lớn nhất đi chăng nữa thì giải trí nó cũng không thể bằng iPad được. Thậm chí là các bạn đặt hai con iPhone này xếp cạnh nhau nhé, đặt vẫn lọt thỏm vào trong cái màn hình của iPad luôn. Đấy, thì anh em cũng cần phải chú ý cái này. Và cơ bản là lần này là sẽ nghỉ lâu đấy, nên là mua iPad cũng sẽ là cái vấn đề khá ổn đấy nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Gaming. Bạn hỏi là anh em nào biết ghép phông nền như sau lưng anh Dương như thế nào hay không ạ? Rồi, khi các bạn xem video này các bạn có thể nhìn thấy là mình đang ngồi ở trong một cái background rất là đẹp ở phía sau, đúng không? Nhưng bản chất ở phía sau của mình nó sẽ là như thế này đây. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây chính là phông xanh. Mình sẽ sử dụng cái màu xanh như thế này, xong sau đó đánh đèn vào. Và mình sẽ sử dụng cái phần mềm gọi là Adobe Premiere Pro CC để mà mình dựng video. Đấy, bạn dựng video sẽ cho các bạn xem. Mình sẽ sử dụng Ultra Key để mình key cái phần phông ở phía sau này, để làm sao cho cái phần phông ở phía sau này nó đen xì đi. Và nó lấy những cái đường bo quanh người mình như này, nghĩa là tất cả những cái gì ở trên người mình mà nó không phải là màu xanh, đấy, các bạn hình dung không? Thì nó sẽ nổi hết lên, nó không phải là màu xanh giống như ở phía sau này, thì nó sẽ nổi hết lên. Xong sau đó thì bạn sẽ đưa một cái bức ảnh mà bạn lấy ở trên mạng về, background phía trên mạng về, bạn sẽ ghép vào phía sau lưng này, là bạn đã có thể ngồi được ở một góc nó mới mẻ hơn rồi. Ngày trước thì mình cũng nghiên cứu là hay là mình sắp xếp ở trong nhà mình nhiều các góc quay nhỉ, nhưng cuối cùng phông xanh vẫn là một trong những cái rất tối ưu, bởi vì mình có thể ngồi ở rất nhiều các cái background khác nhau. Đấy, mình có thể ngồi hàng nghìn background khác nhau, trong khi đó thì mình không thể set up được hàng nghìn góc quay ở bên trong nhà được. Đấy, thì như thế cũng là một cái điểm mà mình khiến cho cái kênh Dương Dê nó khác lạ hơn so với những kênh khác. Kênh của mình là cái kênh mà mình nghĩ là sử dụng phông xanh nhiều nhất trong làng công nghệ bây giờ. Ở phía sau đây, các bạn nhìn không? Đẹp ấy chứ, đúng nào? Background nhìn thấy cũng ổn đấy chứ. Mặc dù nhiều bạn mà nhìn nó hơi trẻ con, nhìn nó hơi giả nhưng thôi, nhìn miễn là các bạn nhìn thấy mặt mình là được rồi. Đấy. À, nhưng mà cũng có nhiều khi nó cũng bị cái lỗi phết đấy. Đây là có một hôm mình cầm một cái điện thoại màu xanh, mình không nhớ không làm là cái Realme thì phải. Màu xanh ở phía sau nó rất là giống với cái màu xanh của điện thoại này. Nên thành ra cái điện thoại nó thành trong suốt luôn. Đấy, các bạn hình dung được không? Nên tất cả những màu gì mà nó giống hoặc là nó hơi giống ở phía sau thôi là nó sẽ bị key đi. Hay đơn giản ví dụ như cái iPhone 12 Pro Max, 11 Pro Max đi. Cái màu xanh quân đội, cái màu xanh midnight green ấy, đấy, của iPhone 12 11 Pro Max ấy, thì đáng lẽ ra nếu mà không phông xanh này thì màu nó vẫn lên rất là chuẩn, nhưng mà có cái phông xanh này thì màu nó sẽ lên kiểu hơi màu đen ấy. Đấy, kiểu như thế. Như là cái phông ở phía sau này nó màu gì thì cái này nó sẽ hơi ám sang cái màu đỏ. Đấy. Nhưng mà sử dụng phông xanh này nhá thì nó còn có phải rất nhiều các kỹ thuật khác. Mình thì ở bên trong phòng của mình thì cái chi phí nó cũng chưa được nhiều nên mình cũng chưa áp dụng nhiều kỹ thuật đó. Ví dụ như là đánh ven chẳng hạn, có những đèn spotlight đánh từ phía trên này xuống này để làm sao cho những đường viền ở bên này của bạn này nó chuẩn nhất, nó không bị ám cái màu xanh vào. Đấy, kiểu như thế. Thì hy vọng là anh em ủng hộ mình nhiều để mình có nhiều cái tiền hơn để đầu tư vào cái trang thiết bị kỹ thuật hơn để cho anh em có thể xem được hình là tốt nhất. Trước kia là kênh Dương Dê của mình không quay video 4K đâu nhá. Nhưng bây giờ là đã quay video 4K để phục vụ cho anh em rồi đấy. Được chưa ạ? Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Sơn Huỳnh. Bạn hỏi là theo chú thì bây giờ
mua Samsung Galaxy Note 10 Plus hàng Mỹ có xài tốt từ 2-3 năm hay không? Hay là nên mua iPhone? Rồi, con thích Note 10 cộng nhưng mà sợ lâu dài không iPhone. Con chủ yếu là chơi Liên Quân PUBG và trải nghiệm game nặng thôi. Chúc chú nhiều sức khỏe. Con hỏi 4-5 lần rồi, mong chú mà chú không trả lời. Rồi, nếu bạn thực sự thích chơi game thì với cái tầm giá con Note 10 cộng bây giờ hàng Mỹ nó rơi tầm 11-12 triệu. Thì như thế thì thà bạn mua cho mình một con Mi 10T Pro 5G còn hơn, bởi vì con này là có chip 865 chơi game tốt hơn chứ, đúng nào? Đấy, hay là bạn cố lên một tí, tầm khoảng 13-14 triệu là bạn đã có hẳn con Vivo IQ 7 chip Snapdragon 888 luôn để bạn chơi luôn. Đỡ phải lăn tăn đến Note 10 cộng, đúng không? Đấy, nhưng nếu bây giờ bạn muốn mua một chiếc điện thoại thương hiệu tốt thì rõ ràng là Note 10 cộng sẽ là một sự lựa chọn rất hợp lý rồi. Đấy. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là còn một sự lựa chọn khác nữa ngon hơn Note 10 cộng mà hiệu năng tốt hơn, đấy là Samsung Galaxy S20 Plus hàng cũ phiên bản Mỹ chạy chip 865 chơi cũng được. Đấy. Còn nếu mà mua iPhone ở trong cái tầm giá này hàng cũ thì có lẽ là các bạn sẽ lựa chọn được tầm khoảng iPhone 10S Max chưa lựa chọn được. iPhone 10S Max chưa lựa chọn được. Đấy, nhưng mà cố lên thì mua được iPhone 10S Max, hay là nếu mà cố lên nữa thì tầm iPhone 10R hàng chính hãng. Nhưng mà những cái con đó thì về mình nghĩ là về khả năng chơi game, về khả năng hiển thị về màn hình thì chưa thể tốt bằng được Galaxy Note 10 cộng. Chơi game nó không chỉ là riêng con chip đâu nhá, mà nó còn có cả về vấn đề màn hình của nó có đẹp hay không này, rồi là loa ngoài của nó nghe có hay không thì, và pin của nó liệu có trâu hay không. Thì Note 10 cộng mình đang đánh giá là nhỉnh hơn các sản phẩm Samsung, nhỉnh hơn các sản phẩm iPhone trong tầm giá này, và mình nghĩ là mua Note 10 cộng là hợp lý rồi. Tuy nhiên đấy, cũng giống như mình đã nói đấy, nếu bạn thực sự muốn chơi game nghiêm túc thì một là có thể mua smartphone gaming, hai là mua smartphone có hiệu năng cao, ví dụ như là Galaxy S20, S20 Plus chạy chip 865 đi, hay là Vivo IQ 7 đi chạy chip Snapdragon 888 đi, cố lên để mà mua những con đó. Đấy, hay là hàng mới tinh thì cũng đã có là Mi 10T Pro 5G rồi. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Quân Lê Minh. Bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi, năm vừa rồi em tích góp được khoảng 8 triệu thì Tết này em định tự thưởng cho mình một chiếc Galaxy A71. Nhu cầu của em là các tác vụ thông thường như là xem YouTube, xem phim, chụp ảnh và làm du lịch. Thi thoảng có chơi vài game Liên Quân cùng bạn bè. Anh cho em xin ý kiến là Galaxy A71 có hợp lý hay không, cho anh sức khỏe. Thực ra là Galaxy A71 thì với những cái nhu cầu thông thường như này của bạn thì mua cũng được. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ là với cái tầm giá 8 triệu như này bỏ ra để mua một cái Galaxy A71 thì nó hơi lãng phí, thật sự là như thế. Nếu mà xét trên tham chiếu một chiếc hàng mới thì nó cũng không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà nếu mà với tầm giá 8 triệu như này mình có thể mua được một cái con Samsung Galaxy Note 9 rồi, màn hình thì là 2K luôn, rồi là quay phim chụp ảnh đi du lịch nó rất là ngon. Đấy, hay là thậm chí là ngày xưa nếu mình nhớ không lầm là một con Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 chứ nhỉ, Mi Note 10 đã từng có thời gian nó chụp nó tụt xuống còn khoảng trên dưới 8 triệu thôi, và con đấy chụp ảnh rất là đẹp. Đấy. Rồi nếu mà cố lên nữa thì bạn cũng đã có thể lựa chọn được một con Poco F2 Pro rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà bạn cần một cái sản phẩm thương hiệu tốt mà lại là hàng mới tinh thì Galaxy A71 cũng là một sự lựa chọn. Nhưng mà đáng tiếc là ngày xưa bạn không săn được cái con Note 10 Lite Samsung nhé, Samsung Galaxy Note 10 Lite. Đấy, mình đã từng làm với con đó rồi. Galaxy Note 10 Lite nó hơn A71 nhiều. Đấy, và cũng chỉ tầm giá này thôi. Nhưng mà con đó thì cái đợt xả hàng nó cũng đã hết rồi, nó cháy hàng rồi. Nên nhưng mà nếu mà mua A71 thì mình nghĩ là cũng mua được. Nhưng mình cảm thấy là 8 triệu hơi đắt. Đấy. Đấy, mình chỉ cảm thấy thế thôi. Cho mình cũng không chê trách gì là nó như thế nào như nào, nói chung cũng hơi đắt. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lương Khang. Bạn hỏi là: giữa Realme X7 Pro và K30 Ultra thì nên lựa chọn con nào? Nhu cầu của em là chỉ dùng bình thường, chơi game nhẹ và xem phim thôi. Chúc anh lên 1 triệu sắp trong năm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cá nhân mình thì thấy là như sau này. Đầu tiên là thiết kế thì mình sẽ đánh giá là K30 Ultra sẽ đẹp hơn. Đấy, nhìn nó cân đối hơn, có camera thò thụt. Nhưng cách phối màu mặt lưng thì mình lại thích cái cách phối màu của Realme X7 Pro hơn. Về mặt màn hình thì hai con này đều sở hữu màn hình khá đẹp, đều là AMOLED, đều có tần số quét là 120Hz, đều HDR10 cộng các thứ. Và có thể coi như là bằng hòa. Chip thì cũng đều là Dimensity 1000 Plus, nhưng mà tối ưu tốt hơn thì sẽ là cái con K30 Ultra đấy nhé. Về mặt camera thì mình đánh giá là Realme X7 Pro sẽ có phần nhỉnh hơn. Về mặt pin thì hai con rất là xem với nhau, nhưng cái sạc siêu nhanh thì lại có ở trên Realme X7 Pro với sạc siêu nhanh 65W, còn K30 Ultra sẽ chỉ là sạc siêu nhanh 30W mà thôi.
một con sạc đầy pin trong 35 phút còn một con sạc đầy pin trong gần 1 tiếng đồng hồ, thì các bạn đã thấy được là cái sự khác nhau nó như thế nào rồi. Và thêm một cái điểm nữa đó là Realme 7 Pro có sẵn tiếng Việt, còn K30 Ultra thì không, và Realme 7 Pro rẻ hơn là K30 Ultra. Đấy. Nếu bạn thoải mái về tiền thì lựa chọn K30 Ultra, còn nếu không mình nghĩ là mua Realme 7 Pro nó hợp lý hơn đấy. Realme 7 Pro nó sẽ phù hợp với đại đa số người dùng hơn bởi vì nó có tiếng Việt, nó rất là nhanh về sạc các thứ nữa. Đấy. Và game ở đây thì bạn nghĩ là bạn chỉ chơi game nhẹ thôi thì cái sự tối ưu chưa tốt của Realme 7 Pro so với K30 Ultra thì nó cũng chả đáng kể gì cả, đúng không nào? Đó. Và ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, câu hỏi đến từ bạn Quỷ Kiếm. Bạn ấy hỏi là em đang phân vân giữa S21 Ultra và iPhone 12 Pro Max. Nhu cầu của em là thiết kế đẹp, thì thực sự là mình thấy là hai con này thiết kế nó cũng đều bình thường. Đấy, thật sự là như thế. Nhưng mà về độ nhận diện thương hiệu tốt hơn thì sẽ là iPhone 12 Pro Max. Và mình lựa chọn iPhone 12 Pro Max bởi vì cái thiết kế khung viền màu vàng này của nó này. Đấy. S21 Ultra thì mình chỉ đánh giá là cái màu bạc của nó đẹp thôi. Nhưng mà màu đen năm nay nó xấu thế. Đấy. Còn màu bạc thì mình thấy là ổn. Nhưng mà về cái điểm nhấn nhá ở trên thiết kế thì và điểm nhận diện thương hiệu thì nó không tốt bằng iPhone 12 Pro Max. Về camera tốt, đặc biệt là chụp đêm và quay video thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn iPhone 12 Pro Max. Mình đã có video so sánh vô cùng chi tiết hai con này với nhau phải hai mấy phút liền, các bạn có thể tham khảo qua. Thì iPhone 12 Pro Max thể hiện tốt hơn hẳn trong điều kiện thiếu sáng. Pin trâu hơn thì S21 Ultra pin sẽ có phần trâu hơn. Đấy. Màn hình đẹp hơn thì mình sẽ đánh giá là S21 Ultra sẽ có màn hình đẹp hơn. Nhưng mà với những nhu cầu này của bạn ấy, thì nếu bạn muốn có một cái sự lựa chọn nó an toàn hơn nhé, thì lựa chọn iPhone 12 Pro Max. Nhưng với mình thì nếu bạn cần nhiều hơn những công nghệ, những cái thông số về mặt màn hình nó phải đẹp các thứ, cần một cái camera tele nó phải tốt, cần một cái Samsung Pay, cái Samsung Pay rất là hay luôn nhá, thì S21 Ultra mình nghĩ là nó sẽ đáp ứng được hơn, và đặc biệt nữa là giá nó rẻ hơn nữa. Đấy, thì tùy anh em thôi. Nhưng mà chốt lại một câu như này này, bạn đã có tầm tiền như thế này rồi thì là thích con nào là mua con đó thôi, chứ hai con này đều rất là xuất sắc cả. Đó. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.